Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động yếu dần, nên đêm nay và chiều ngày mai ngày 10 tháng 6 có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều, có điều gì cần lưu ý? Chúng tôi sẽ cập nhật trong phần tiếp theo. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng có mây, đêm và chiều có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng nhẹ, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 70 đến 76%. Khu vực miền núi phía tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 72 đến 78%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào nhẹ và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 73 đến 76%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 72 đến 75%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Thưa quý vị và các bạn, hình thế gây mưa to ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đang tiếp tục hoạt động nên mưa to, có nơi mưa rất to vẫn còn xảy ra trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu phát triển. Để phòng tránh, người dân nên phát quang bụi rậm, xử lý các vùng nước đọng hoặc là nơi chứa nước, không để cho loang quang phát triển. Chú ý giữ vệ sinh tay, uống đủ nước, tăng cường tập thể dục và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi ngủ cần nằm màn và ngủ đủ giấc để giữ sức đề kháng cho cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Và tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa rất to, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa chủ yếu xảy ra vào trưa, chiều, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, một vài nơi có nơi nắng nóng nhẹ, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ, riêng Đà Lạt từ 18 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối tốt lành. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.